Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn cùng quay trở lại với bộ truyện linh dị đô thị dài phát thanh khủng bố Radio Kinh Dị. Tiến xin được tóm tắt tập 4. Tô Bạch và Hải Công Tử phát hiện ra hung thủ giết người là một người giấy. Cả ba xảy ra một cuộc đại chiến. Hải Công Tử bị thương. Tô Bạch thì đuổi theo người giấy về đến ký túc xá của mình. Phát hiện ra chủ nhân thực sự của người giấy lại chính là Lưu Hòa, người bạn cùng phòng. Qua cuộc nói chuyện thì Tô Bạch đã biết được lý do vì sao Lưu Hòa lại giết hại hai người. Và tình tiết hôm nay, xin mời chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Một tiếng súng vang lên, còn có thứ nhanh hơn cả chiếc kéo của người giấy. Đó chính là viên đạn. Trong câu chuyện xưa của Radio Kinh Dị, nó sẽ đem mọi thứ phóng đại lên. Ví dụ như người phụ nữ công sở đã chết, cô ta biến thành cương thi. Trước đó người giấy rất đáng sợ. Chiếc kéo của nó có tốc độ và lực sát thương lớn hơn uy lực của đạn. Nhưng mà đây là thế giới hiện thực, không phải là câu chuyện xưa của Radio Kinh Dị. Cho nên người giấy dĩ nhiên đáng sợ. Nhưng mà thật ra so với trong câu chuyện xưa kia, nó suy yếu hơn rất nhiều. Tuyệt đối không đáng sợ như vậy. Nó cũng tuyệt đối không biến thái như thế. Điểm này thì Tô Bạch có thể chắc chắn. Trước đó, một tay của Tô Bạch để trong túi, thật ra là hắn đang cầm súng. Họng súng hướng về phía người đàn ông ngồi đối diện mình. Một tên gia hỏa có thể dùng cách tàn nhẫn để giết hai người như vậy, Tô Bạch không hề không cảnh giác với anh ta. Hơn nữa, người mà Lưu Hòa giết, một người là bạn cùng phòng với cả anh ta, một người là bạn gái cũ của anh ta, cũng không phải là người qua đường ất giáp gì cả. Bịch. Cả người của Lưu Hòa ngã từ trên giường trần sỏ xuống đất. Trước ngực của anh ta còn có một vết đạn đang chảy máu ồ ạt. Phía sau lưng của Tô Bạch, người giấy vốn dĩ cầm kéo đâm Tô Bạch, lúc này thì cũng đã mềm nhũn rơi xuống rồi, biến thành một người giấy bình thường. Tô Bạch đứng lên, đi tới trước mặt Lưu Hòa. Cậu thế mà còn mang theo súng? Lưu Hòa có chút không nói ra lời. Sau đó anh ta nở một nụ cười thảm, chỗ khóe miệng cũng có máu tươi trào ra. Tôi mới vừa lấy trên tay một người bạn thôi, không có cách nào. Đối mặt với cậu thì tôi không nắm chắc lắm. Lúc này cửa ký túc xá bị đẩy ra. Tô Bạch cho rằng Sở Triệu phát hiện ra súng của mình bị hắn lấy mất, cho nên đã vội vã chạy lên. Hoặc là những sinh viên trong ký túc xá nghe được tiếng súng chạy tới. Những người đi vào lại là Hải Thiếu Gia. Lúc này Hải Thiếu Gia không ngừng thở hổn hển. Hiển nhiên anh ta đã lấy tốc độ nhanh nhất để chạy đến đây. Phía sau anh ta là mấy con đom đóm đã biến thành màu hồng, sau đó chúng nổ tung. Từng tiếng trầm đục vang lên. Cậu bị thần kinh sao? Cậu lại dám nổ súng trong ký túc xá của mình? Tên tiểu tử cậu có năng lực ứng phó với cả thế tục không hả? Ngay cả tôi cũng không có năng lực đấy đâu. Hiển nhiên Hải Thiếu Gia rất bất mãn với cả hành động của Tô Bạch. Nhưng mà Tô Bạch thì cũng thấy rõ. Hải Thiếu Gia vội vàng chạy tới. Anh ta cũng đã dùng năng lực của mình để giúp hắn khống chế tiếng súng rồi. Nếu không thì sao? Tô Bạch đứng lên nhìn Hải Thiếu Gia. Chờ anh qua đây giết người hả? Hải Thiếu Gia thì có chút ngoài ý muốn nhìn Tô Bạch. Cậu biết rồi sao? Tô Bạch lắc đầu. Tôi không biết nhiều đâu. Nhưng mà có một chuyện. Nếu như trong hiện thực tôi giết chết cậu ta, tôi có thể được thêm điểm trong Radio Kinh Dị. Ít nhất là điểm ấn tượng. Quả đúng là tính cách thuộc về Radio Kinh Dị. Tính tình của Hải Thiếu Gia thì có chút cổ quái. Trước đấy anh ta giống như là rất phẫn nộ với cả hành động của Tô Bạch. Hiện tại thì anh ta lại rất bình tĩnh và tán thưởng. Thật ra thì tôi càng tin tưởng, dù cho cậu không giúp tôi khống chế tiếng súng, tôi cũng không bởi vì giết cậu ta mà xảy ra chuyện gì cả. Tô Bạch tiếp tục nói. Hải Thiếu Gia thì xoa cho mũi của mình, ngồi xổm xuống thi thể của Lưu Hòa. Sau khi xác nhận anh ta đã chết, Hải Thiếu Gia cũng không có nhiều lời, trực tiếp bắt đầu tìm kiếm trên giường của Lưu Hòa. Làm sao lại không tìm thấy thứ gì cả? Ê, tôi còn cho rằng chúng ta đụng phải con cháu của thế gia huyền học
ở hiện thực này cơ. Tôi còn trông cậy vào chuyện tìm được thứ đồ gì đó ngon ngon. Kết quả, ngay cả một pháp khí cấp thấp nhất cũng không có. Hải thiếu gia thì có vẻ hơi phiền muộn. Có lẽ cậu ta cũng không giống như cậu, cần phải thông qua một đồ vật gì đó mới có thể khống chế được người đấy. Bản thân cậu ta đã là một người thông linh rồi. Tô Bạch tiếp tục nói. Cậu ta dựa vào chính mình để liên hệ với cả người giấy trong sâu thẳm, không dựa vào vật ngoài. Nói như thế thì cậu ta chính là một thiên tài đấy. Hải thiếu gia nhìn về phía của Lưu Hòa đang nằm trong vũng máu, có chút đáng tiếc lắc đầu. Thật đáng tiếc, nếu người này được Radio Kinh Dị chọn làm thính giả, tuyệt đối là một búc lớn đây. Nhưng mà đáng tiếc cậu ta đã bị cậu trực tiếp bắn chết rồi. Radio Kinh Dị sẽ muốn loại người này sao? Một tội phạm giết người. Lời của Tô Bạch hỏi ra, hắn đột nhiên nghĩ đến, hình như chính hắn cũng là một tội phạm giết người. Thậm chí số lượng người mà hắn giết còn nhiều hơn số người mà Lưu Hòa giết. Chỉ là người hắn giết đều có tội, nhưng mà tội không đáng chết. Cậu đã trải qua hai câu chuyện xưa rồi, nhưng mà cũng đừng cho rằng Radio Kinh Dị có bao nhiêu chính nghĩa. Nó không phải là trung quỷ, cũng không phải là phán quan đâu. Nó chỉ là một chương trình giải trí thôi, một chương trình giải trí đầy khủng bố và kinh dị. Chúng ta chỉ là những vai phụ trong đấy thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh trong chuyện xưa. Trong số những thính giả nghe đài, có rất nhiều kẻ biến thái. Cho dù trước kia không phải là biến thái, nhưng mà sau khi tiến vào mấy câu chuyện xưa, cũng đều trở thành biến thái. Tô Bạch nghe xong khẽ gật đầu. Chương trình phát thanh này có quy tắc nào nữa không? Ví dụ như trong hiện thực không cho phép tùy tiện giết người, không cho phép tùy tiện ra tay với cả thính giả. Ê, quả đúng là như thế đấy. Hải thiếu gia khẽ gật đầu. Ở trong hiện thực, không phải là không thể giết người, nhưng mà nếu như là quá mức lạm sát kẻ vô tội hoặc là giết người vô cớ, cậu sẽ bị liệt vào danh sách trong câu chuyện xưa của Radio Kinh Dị số tiếp theo đấy. Sẽ có người đặc biệt tiến vào trong câu chuyện xưa này để tìm giết cậu. Cậu tử vong trong câu chuyện xưa thì trong hiện thực cậu cũng sẽ chết. Hơn nữa còn lấy một loại phương thức tử vong vô cùng tự nhiên, sẽ không khiến cho bất kỳ ai hoài nghi đâu. Trong hiện thực, nếu cậu ra tay với cả thính giả, điều này càng thêm phạm vào điều kiêng kỵ hơn là việc ra tay với cả người bình thường đấy. Trừ khi hai người có kiều hận rất sâu. Thật ra thì có đôi khi Radio Kinh Dị cũng rất thông tình đạt lý đấy. Vậy nếu như trong chuyện xưa thì sao? Tô Bạch lại hỏi. Thật ra, hạn chế trong chuyện xưa thì có phần nhẹ nhàng hơn so với cả hiện thực. Chỉ cần điều kiện tiên quyết là thính giả không phá vỡ nội dung cốt truyện thì có thể ra tay tùy ý. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là không phá hỏng nội dung cốt truyện. Lúc trước, cậu bị hai tên gia hỏa kia lừa qua nhà trọ là bởi vì bọn họ tạm thời không dám dùng sức mạnh với cậu. Nguyên nhân là vì cậu vừa là nhân vật tham gia vào câu chuyện xưa lần này, vừa là thính giả. Cậu đã là người nghe rồi, lại là người tham dự vào trong câu chuyện xưa. Cho nên, đối với cậu, bọn họ có chút ném chuột sợ vỡ bình, không dám nói thẳng, cho nên mạnh mẽ bắt cậu qua đấy. Như vậy, lúc tôi tiến vào căn phòng kia, bọn họ lập tức ra tay với tôi là bởi vì khi đó tôi đã không còn ảnh hưởng gì đến nội dung cốt truyện rồi. Đúng thế, bởi vì lúc ấy bọn họ tính toán sai thời điểm. Trên thực tế thì đối với cả vụ án này, những thính giả như chúng ta đều sẽ tiến hành điều tra, cho nên sẽ có được một số chi tiết và tư liệu. Nhưng mà hai tên khốn này thì vẫn tính toán sai thời gian. Đã tính toán sai thời gian rồi, lại còn làm chuyện sai lầm. Hơn nữa còn có ý đồ giết chết cậu. Một nhân vật đáng lẽ ra không nên chết vào lúc đấy. Như vậy hậu quả rất đơn giản. Người giấy trực tiếp xuất hiện, bởi vì không đúng thời gian, cho nên chỉ xuất hiện một cái tay, nhưng mà như thế cũng đủ dùng rồi. Thế vậy, còn cậu? Tô Bạch nhìn Hải thiếu gia. Hải thiếu gia thì hơi nhau mắt lại, nhún vai nói. Tôi thì không có tính toán sai thời gian, thời điểm đấy. Điều kiện tiên quyết
là Trần Sở và bạn gái của cậu ta đã tử vong rồi. Nội dung chính của cốt truyện đã qua, nhưng mà chuyện sau đó sẽ không ảnh hưởng gì đến nội dung của cốt truyện nữa. Bởi vì những thính giả chúng ta đã trở thành những người chứng kiến câu chuyện xưa này rồi. Chính chúng ta cũng trở thành thành viên và diễn viên quần chúng trong câu chuyện. Tiếp tục diễn. Lúc này thì Hải thiếu gia lại nhìn thoáng qua thi thể, cười với cả Tô Bạch. Tiếp theo, tôi có thể dẫn cậu đi cùng, để cậu chứng kiến chỗ đáng sợ của radio kinh dị này. Nếu mà tên gia hỏa này đã bị viết vào trong chuyện xưa của radio kinh dị, như vậy việc giết cậu ta ở trong hiện thực cũng thuộc về phạm trù thực hiện nhiệm vụ của radio kinh dị rồi, sẽ không có phần thưởng về cốt truyện đâu. Nhưng mà giống như cậu đoán, chuyện này hoàn toàn có thể lấy được điểm ấn tượng. Tác dụng của điểm ấn tượng là ở trong thế giới chuyện xưa tiếp theo, cậu sẽ có lợi hơn một chút. Hải thiếu gia mở cửa ký túc xá đi ra, sau đó ra hiệu cho Tô Bạch cùng anh ta rời đi. Cửa ký túc xá mở rộng, đèn trong ký túc xá cũng bật lên. Lúc này một sinh viên đi tiểu đêm đi tới, anh ta giống như là hoàn toàn không nhìn thấy Tô Bạch và Hải thiếu gia. Lúc đi ngang qua ký túc xá, nhìn thoáng qua bên trong một chút, sau đó liền hét chói tai. Ngay sau đấy, cả tòa ký túc xá này đều bị kinh động. Dì quản lý cũng đi lên, thậm chí Sở Triệu cũng đến. Lúc Sở Triệu xông vào ký túc xá điều tra một chút, lập tức nói: "Bệnh tim cậu ta bộc phát rồi, nhanh gọi 120 đi." Tô Bạch trơ mắt nhìn Sở Triệu cõng Lưu Hòa đi ra. Trên người của Lưu Hòa đâu còn vết đạn nào đâu, chỉ là bờ môi tím tái, sắc mặt trắng bệch, tay chân đá lạnh buốt. Tô Bạch lấy súng ra kiểm tra băng đạn. Hắn ngạc nhiên phát hiện ra bên trong không thiếu một viên đạn nào cả. Hải thiếu gia ghé sát mặt mình vào bả vai của Tô Bạch sâu xa nói: "Có phải cậu đang cảm thấy rất khủng bố không? Bởi vì khi cậu trở thành thính giả rồi, cậu sẽ giống như là bị cả thế giới này hoàn toàn gạt đi vậy." Chú thích: Trung Quỷ là một vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian của Trung Hoa. Từ xưa thì những câu chuyện về dáng yêu trừ ma của Trung Quỷ được nhiều người biết đến. Theo sử sách, Trung Quỷ là người thời Đường Minh Hoàng, cực kỳ thông minh. Đến khi lên kinh ứng thi, được chủ khảo xem là kỳ tài. Thế nhưng khi lên điện ứng thí, gian thần Lư Kỷ lại lấy tướng mạo mà xét người. Trung Quỷ vốn xấu xí bị Lưu Kỷ buông lời xúc xiểm, vì quá tức giận đã đâm đầu vào cột mà chết, chấn động cả thiên đình. Ngọc Đế biết chuyện đã đứng ra chủ trì công đạo, phong cho Trung Quỷ là vị thần phụ trách dáng yêu trừ ma trốn nhân gian. Lúc Tô Bạch rời đi ký túc xá, đúng lúc gặp Sở Triệu vào đưa Lưu Hoa lên xe cấp cứu trở về. Sở Triệu nhìn thấy Tô Bạch, lập tức kéo hắn qua một góc vườn hoa. "Tôi nói này người anh em, có phải súng của tôi bị cậu lấy đi không?" Tô Bạch đưa súng cho Sở Triệu. Sở Triệu lập tức cẩn thận tháo băng đạn ra kiểm tra. Sau khi kiểm tra thì số lượng viên đạn trong súng, anh ta mới cất súng đi. "Tôi nói này người anh em, không phải bây giờ cậu đã biến thái tới mức là cầm dao đi giết người còn chưa đủ đã sao? Còn học theo đám người nước Mỹ nữa, dùng súng đi giết người mới thấy kích thích sao hả? Như vậy cậu cũng không thể dùng súng của tôi chứ?" Tô Bạch lắc đầu nói: "Không phải, tôi không sao." Sở Triệu không tin, nhìn người bạn này của mình. Sau đó Sở Triệu đưa tay ra, vỗ bả vai Tô Bạch: "Người anh em, tuy tôi không thích bộ cảnh phục này, nhưng mà dù sao tôi cũng là cảnh sát. Trước đó những người mà câu lạc bộ chúng ta giết chết đều không phải là người tốt lành gì. Trong lòng chúng ta đều có thể tự mình an ủi được. Xem như chúng ta thay trời hành đạo. Nhưng mà có một phòng tuyến cuối cùng không được đụng vào. Đừng lạm sát người vô tội, được không?" Tô Bạch hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, lập tức cười nói: "Chuyện đó tôi tự có chừng mực mà, tôi hiểu." "Đúng rồi, người bạn học trong ký túc xá của cậu phát bệnh, lúc tôi đưa cậu ta lên xe cấp cứu đã kiểm tra qua rồi, cậu ta chết rồi." Lúc này thì Sở Triệu nhìn thoáng qua hai mắt Tô Bạch: "Cậu tạm thời nghỉ học đi,
một ký túc xá mà liên tục có hai người bạn cùng phòng chết. Tuy cậu cũng là một bệnh nhân tâm thần, nhưng mà có lẽ chuyện này cũng quá sức chịu đựng của cậu rồi đấy. Đối với cả việc Sở Triệu trực tiếp gọi hắn là bệnh nhân tâm thần, Tô Bạch cũng không có gì là hài lòng cả. Hắn chậm rãi đem cánh tay của Sở Triệu đang khoác vai mình đi ra. Cái chuyện nghỉ học tạm thời thì người trong nhà của tôi sẽ xử lý giúp tôi, nhưng mà tạm thời tôi còn chưa muốn về nhà. Chuyện trong nhà cậu, mấy người chúng tôi cũng biết rồi. Nếu mà thực sự không được thì cậu có thể qua chỗ tôi, hoặc là không phải Huân Nhi, đi đến đại sứ quán bên nước Anh làm sao? Cậu đi thẳng qua anh cũng được mà. Thay đổi hoàn cảnh đi, có lẽ sẽ làm dịu đi trạng thái tinh thần của cậu đấy. Để xem đã, có lẽ tôi có thể làm như vậy đấy. Nhưng mà nếu cậu muốn theo Huân Nhi đi Anh, có lẽ tên Cố Phàm kia sẽ trực tiếp bùng nổ đấy. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau trong nhóm. Cuối cùng thì Sở Triệu vỗ vai Tô Bạch. Anh ta còn nhiệm vụ tiếp tục điều tra vụ án, cho nên không thể ở cùng Tô Bạch quá lâu. Môi của Tô Bạch mấp máy mấy lần. Nhìn theo bóng lưng của Sở Triệu rời đi, Tô Bạch rất muốn nói cho Sở Triệu biết tên tội phạm trong vụ án giết người này đã bị giết chết rồi, lại bị chính hắn giết chết, còn được tận tay Sở Triệu đưa lên xe cấp cứu vừa rồi. Nhưng mà lời đến khóe miệng thì hắn lại không biết nên nói thế nào. Không cần phải nói ra, sẽ không có ai tin tưởng đâu, bởi vì không có chứng cứ. Hải thiếu gia một lần nữa xuất hiện sau lưng của Tô Bạch. Thật ra thì những thính giả như chúng ta cũng chẳng khác những bệnh nhân tâm thần đâu. Những thứ mà chúng ta có thể tiếp xúc và nhìn thấy, nhưng mà người khác lại không cách nào nhìn thấy được. Cho nên chúng ta là những kẻ cô độc. Chúng ta thuộc về một nhóm người bị thế giới này hoàn toàn trục xuất rồi. Chúng ta có vẻ giống như lúc ban đầu. Nhưng mà bên cạnh chúng ta có một chiếc lồng giam vô hình đang trói buộc chúng ta. Nó rất lạnh, lạnh đến thấu xương, khiến cho con người ta tuyệt vọng. Sao cậu còn chưa đi? Tô Bạch hỏi tiếp. Hơn nửa đêm, cậu còn ở chỗ này diễn cảm đọc thơ. Cậu phát bệnh thần kinh à? Bởi vì có một chuyện tôi còn chưa rõ. Ánh mắt của hắn băn khoăn. Hải thiếu gia rồi lại nhìn thoáng qua Tô Bạch. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở trên người của cậu có chút biến hóa. Đừng nói với tôi là cậu đã đổi thứ gì nhé. Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết? À, lại còn chơi trò giữ bí mật với tôi sao? Hải thiếu gia cười lắc đầu, sau đó lấy di động ra. Những người chưa trải qua đủ 3 lần chuyện xưa, cho dù may mắn nhận được điểm cốt truyện, cũng sẽ không có cách nào đổi được vật phẩm đâu. Nhưng mà vẫn có một ít ngoại lệ. Bởi vì cửa hàng trong WeChat của Radio Kinh Dị, đôi lúc sẽ xuất hiện một số vật phẩm đặc biệt, sẽ không tuân theo những quy định kia. Nhưng mà phần lớn những vật phẩm kia đều là những thứ bỏ đi, có thể coi như là rác của cửa hàng. Tính năng và giá trị đúng là kém đến đáng thương mà. Hải thiếu gia lấy di động của mình ra, click vào nick WeChat của Radio Kinh Dị, sau đó chọn giao diện cửa hàng. Ngay sau đấy, anh ta liền nở một nụ cười sâu xa, lập tức giữ cánh tay của Tô Bạch. Móng tay của anh ta xoẹt qua, tạo thành một vết thương nhỏ trên cánh tay Tô Bạch. Máu tươi chảy ra, nhưng mà vết thương không sâu. Nhưng vết thương của Tô Bạch lại nhanh chóng khép lại, dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Vết thương biến mất, da thịt lại khôi phục như lúc ban đầu. Cậu thật sự đã đổi huyết dịch của Vampire sao? Tô Bạch tránh thoát khỏi tay của Hải thiếu gia. Hắn không nói gì nhưng mà thật sự đã nói ra tất cả. Cậu chỉ cần trải qua một câu chuyện xưa nữa thôi là có thể đổi lấy được những huyết dịch hoặc là năng lực thăng cấp được. Cậu lại đi đổi cái loại huyết dịch không thể dựa vào điểm cốt truyện để thăng cấp làm quỷ gì? Điều đầu tiên tôi cần là phải sống sót trong thứ ba làm nhiệm vụ. Tô Bạch nghiêm túc nói. Hải thiếu gia thì im lặng nhún vai. Cậu thật sự cho rằng nhiệm vụ dành cho người chơi mới rất khó sao? Thật ra nhiệm vụ đầu tiên của cậu rất đơn giản đúng không? Còn lâu mới bằng nhiệm vụ chúng ta vừa trải qua. Tô Bạch nghĩ đến nhiệm vụ đầu tiên của hắn. Hai vợ chồng kia đã bắt lấy người phụ nữ mặc đồ công sở rồi. Sau đó là hình ảnh ba người đồng quy vô tận.
Quả thật nhiệm vụ đầu tiên, chính hắn cũng chỉ là một diễn viên quần chúng mà thôi. Nhiệm vụ cho chân thủ, người chơi mới, quả thực mức độ khó không lớn. Sở dĩ nhiệm vụ thứ hai khiến cho cậu cảm thấy khó khăn, thật ra là nguyên nhân chính là do cậu chính là một trong những người tham dự vào trong câu chuyện xưa này. Cậu, người chết, hung thủ, có mối quan hệ mật thiết. Nhưng mà loại chuyện này có tỷ lệ rất nhỏ. Lần làm nhiệm vụ tiếp theo của cậu có khả năng là giống như lần này. Cho nên, đối với cậu mà nói, nhiệm vụ thứ ba của cậu thật sự độ khó không quá lớn đâu. Nhiều nhất là mang theo thuốc trợ tim thôi, đề phòng mình bị dọa chết thôi. Nhưng mà cậu lại vội vàng đem điểm cốt truyện, khó khăn lắm mới đổi được, để đổi lấy cái thứ đồ rác rưởi không thể thăng cấp này. Đây chẳng khác gì là đào hố chôn chính mình đây. Nghe thấy Hải thiếu gia nói như vậy, trong lòng của Tô Bạch không có bao nhiêu là cảm giác tiếc nuối và hối hận. Nếu như hắn đã làm ra lựa chọn rồi, vậy thì cũng không thể nói tới hối hận hay là không hối hận. Hơn nữa cũng không trả hàng được mà. Được rồi, cái chuyện này cũng chẳng liên quan tới tôi đâu. Núi không chuyển thì nước chuyển thôi. Sau này có duyên thì gặp lại. Hy vọng lần sau gặp lại cậu có thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn một chút, không đến mức bị tôi coi như là tấm bia sống. Hải thiếu gia đến gần, giống như là muốn hôn vào Tô Bạch rồi rời đi vậy. Tô Bạch lùi lại một bước, chỉ tay vào Hải thiếu gia. Nếu như không phải là tôi, cậu đã bị cắt thành ngàn mảnh thịt vụn rồi đấy. Cho nên, đây cũng là lời mà tôi muốn nói với cậu đấy. Được rồi, tôi thích là thích cái tính cách và tính khí của cậu đấy. Hải thiếu gia thì ra vẻ phong độ cười nói, nhưng mà sau đó anh ta liền xoay người rời đi. Lần này anh ta dự định thật sự rời đi. Đi ra đến cổng trường, vẻ mặt của Hải thiếu gia giận dữ gầm nhẹ. Tức chết mình rồi! Một người mới chơi lại dám phách lối với cả mình như vậy. Nếu không mình làm bia thịt, qua tiếp trận công kích kia, cậu ta có thể sẽ có thời gian nghĩ ra biện pháp sao? Phì, mình mới không phải là bia thịt. Đêm đấy, Tô Bạch không có quay về ký túc xá, mà là đi ra ngoài trường tìm một nhà nghỉ để ngủ. Sau khi tắm rửa xong, hắn liền leo lên giường. Lúc tỉnh dậy thì đã là giữa trưa ngày hôm sau rồi. Mấy ngày này hắn thật sự rất mệt mỏi. Lúc này Tô Bạch mới nhớ ra điện thoại của hắn chưa có sạc pin. Tô Bạch vội vàng sạc pin, sau đó khởi động máy. Lúc hắn qua phòng vệ sinh rửa mặt, điện thoại đổ chuông. Tô Bạch vừa ngậm bàn chải đánh răng, vừa đi nghe máy. Đầu dây bên kia thì truyền ra đến giọng nói rất uy nghiêm. Tô Bạch! Vâng, bác trai. Tô Bạch trả lời. Trước tiên cháu tạm nghỉ học đi. Vâng ạ. Sau đó đối phương liền cúp máy. Người ngoài chỉ nhìn thấy bối cảnh gia đình của Tô Bạch thâm hậu, lại không biết cha mẹ của hắn đã sớm chết rồi. Địa vị của hắn trong gia tộc là như thế nào? Tuy nói không đến mức cầu huyết gặp phải tình huống bị mấy người cùng thế hệ trong gia tộc ức hiếp, nhưng mà tóm lại hắn vẫn có chút ngăn cách với cả gia tộc này, cũng không thích hợp cùng bọn họ thân cận. Cũng may là cha mẹ của Tô Bạch để lại cho hắn khối tài sản vô cùng phong phú, cho nên về mặt cuộc sống, Tô Bạch cũng không cần lo lắng gì cả. Ví dụ như hắn và người bác hai này, những lúc không có chuyện gì, căn bản hai người gần như là không có liên lạc, lúc có chuyện thì cũng chỉ nói ngắn gọn thôi. Quay lại phòng vệ sinh, Tô Bạch tiếp tục đánh răng. Sau đó Tô Bạch bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng mình rét run. Chẳng lẽ là điều hòa để nhiệt độ quá thấp sao? Tô Bạch ngẩng đầu nhìn về phía chiếc gương trước bồn rửa mặt. Ở trên vai trái của hắn có một gương mặt của nữ. Tô Bạch đột nhiên nhớ tới, trong thế giới chuyện xưa, hắn gặp phải một con quỷ ở ngay dưới ký túc xá của trường. Nếu như cô ta đã tồn tại trong chuyện xưa, như vậy trong hiện thực nhất định cũng tồn tại. Lần trước trong câu chuyện xưa, Tô Bạch dựa vào con dao găm của mình để đánh cho nữ quỷ chạy đi. Bởi vì con dao găm của hắn đã giết không ít người, cho nên cũng được coi là hung khí, cũng không khác gì dao giết lợn của đồ tể là mấy.
nhưng mà lần này bên cạnh hắn lại không có dao găm. Cằm của nữ quỷ kề lên vai của Tô Bạch. Tô Bạch có thể cảm nhận được một trọng lượng như là như có như không, rất nhẹ nhưng mà quả thật là có. Đây là một loại cảm giác rất quỷ dị, giống như là giác quan của hắn đã xảy ra mâu thuẫn về mặt cảm nhận về một sự vật vậy. Nhưng mà hắn có thể chắc chắn một điều, nữ quỷ kia thật sự tồn tại, cô ta ở ngay bên cạnh mình. Đồng thời mặt của nữ quỷ chậm rãi rời sang bên cạnh. Thời gian dần trôi qua, liền chạm vào mặt của Tô Bạch, nhìn rất mập mờ, giống như là hành động thân mật giữa người yêu và tình nhân vậy. Nhưng mà có lẽ không người đàn ông nào thích một người yêu như thế. Tô Bạch bắt đầu động thanh sắc xúc miệng, nhổ ra. Sau đó hắn xoay người rời khỏi phòng vệ sinh. Hắn đã nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng hơn rồi. Hắn đã thành thói quen, hoặc nói là có chút chết lặng, có một chút gì đó cảm giác nhàn nhã, tự nhiên. Ngồi ở trên giường, Tô Bạch rút hai tờ khăn giấy ra lau mặt. TV ngay ở trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch lại nhìn thấy nữ quỷ đi đến sau mình, cứ thế dán vào phía sau lưng của mình rồi ngồi xuống. Tô Bạch thì có chút không còn lời gì để nói. Đúng thế, là không còn lời gì để nói. Bởi vì hắn đã trải qua tương đối nhiều chuyện. Hiện tại thì Tô Bạch cảm thấy đối với cả nữ quỷ này, hình như hắn đã sinh ra tâm lý miễn dịch rồi. Hơn nữa, lúc trước trong câu chuyện xưa, nữ quỷ này còn bị dao găm của hắn dọa chạy. Ở trong thế giới hiện thực này, những nhân tố nguy hiểm và sự kiện linh dị đều bị phóng đại hơn. Có thể nhận thấy rõ ràng thông qua ví dụ về người giấy. Cho nên, ở trong hiện thực, sức mạnh của nữ quỷ yếu hơn rất nhiều. Nếu đã là yếu như vậy, thì chẳng còn gì phải sợ cả. Trong khi TV đang chiếu một chương trình của đài truyền hình địa phương, tên gọi là Nữ Hán Tử Chủ Động Tỏ Tình Với Chàng Trai trên màn hình TV. Một nữ sinh thì có dáng dấp không tồi, cầm một bó hoa tươi, quỳ xuống trước mặt nam sinh. Vương Vĩ, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em muốn đem chính mình làm quà sinh nhật tặng anh. Dĩ nhiên, sự chú ý của Tô Bạch không có ở trên TV. Đi theo tôi sao? Tô Bạch lên tiếng. Nữ quỷ kia thì sững sờ. Về mặt cô ta thì có chút không biết phải làm sao. Nhưng mà sau đó bỗng nhiên hiểu ra. Thậm chí là sợ hãi xen lẫn vui mừng. Nữ quỷ này chỉ vào cốc nước trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch hiểu ý, liền đổ nước ra. Nước trên mặt bàn bắt đầu di chuyển. Thời gian trôi qua, liền xuất hiện dòng chữ siêu vẹo. Quả nhiên là anh có thể thấy được tôi. Tô Bạch lấy một chai nước khoáng mở nắp ra uống một ngụm. Cô có thể đừng nói những câu vô nghĩa được không? Được. Cô đi theo tôi làm gì? Tô Bạch hỏi. Dương khí, tôi cần nó. Dương khí của tôi? Tô Bạch chỉ vào chính mình. Bị cô hút hết thì có phải là tôi sẽ bị liệt dương không? Không đâu, tôi không cần nhiều như thế đâu. Vậy tôi sẽ được chỗ tốt gì đây? Có bỏ được thì mới có được. Hiện tại Tô Bạch thật sự không ngại cùng quỷ là một số giao dịch. Chỉ cần hắn có thể thu được đầy đủ chỗ tốt là được. Tôi cũng không biết mình có thể giúp gì được anh nhiều. Nữ quỷ trả lời. Như vậy có nghĩa là tôi không được chỗ tốt gì rồi. Tô Bạch cười nói. Vậy chuyện này tôi không thể đồng ý rồi. Nếu như cô có thể không cần để ý đến sự phản đối của tôi, trực tiếp hút đi dương khí của tôi, như vậy thì cô sẽ không cùng với tôi nói nhảm lâu như vậy đâu, đúng không? Đúng vậy. Thực ra thì cô có thể qua tìm người khác mà. Như thế tôi với cả cô đều có chỗ tốt cả. Tôi cũng không phải là Trương Thiên Sư, tôi sẽ không quan tâm đâu. Chú thích: Trương Thiên Sư còn được gọi là Trương Lăng, được xem là người đã sáng lập ra giáo phái Ngũ Đấu Mễ Đạo trong đạo giáo Trung Quốc. Anh không giống với cả những người khác, mùi máu tươi của anh thì khác với họ. Vậy thì đúng là vinh hạnh cho tôi rồi. Lúc này thì sắc mặt của Tô Bạch đã có chút nghiêm túc. Tuy tôi không biết đánh quỷ, nhưng mà tôi cảm thấy nếu như tôi tốn chút tiền
để qua chùa miếu hoặc là trong đạo quán, tìm một số tăng nhân thật sự có đạo hạnh hoặc là đạo nhân, vẫn có thể bắt cô lại đấy, đúng không? Đúng thế. Nữ quỷ thành thật, ngay thẳng như thế này thì có một nói một, có hai nói hai, khiến cho Tô Bạch cảm thấy có một loại cảm giác giống như đánh vào bông vậy. Cô có thể suy nghĩ lại một chút không? Tôi là người rất không có nguyên tắc. Chỉ cần tôi có đầy đủ chỗ tốt thôi, tôi có thể để cho cô hấp thụ một phần dương khí của tôi đấy. Tô Bạch lặp lại điều kiện của mình với cả nữ quỷ. Nữ quỷ thì đang ngồi trên giường, giống như là đang tự hỏi. Tô Bạch lấy di động của mình ra, sau đó đăng nhập vào diễn đàn của trường, sau đó bắt đầu tìm kiếm. Thật ra thì trong trường học, một năm chết một, hai sinh viên là chuyện bình thường. Bỏ qua nguyên nhân cái chết khiến cho người ta chú ý như là nhảy lầu, thì việc tự sát, bị giết hay là bởi vì phát bệnh hoặc là những nguyên nhân dẫn đến tử vong khác cũng không ít. Dù sao trường học cũng có số lượng sinh viên lớn như vậy cơ mà. Tô Bạch nhanh chóng tìm kiếm trên diễn đàn của trường với những từ khóa then chốt. Cuối cùng thì hắn cũng tìm được một bài đăng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Tô Bạch ấn vào đấy. Một bức ảnh nữ sinh viên còn rất trẻ hiện ra. Đây là một bài đăng tìm người. Cô gái trên bức ảnh rất thanh tú, có một loại khí tức nữ thần trường học. Bài đăng này là do một người bạn trong ký túc xá của cô ta đăng lên. Nói là cô ta đã mất tích một tháng nay rồi. Thầy cô trong trường không tìm thấy cô ta. Tô Bạch nhìn về thời gian bài đăng là 3 năm trước. 3 năm rồi. Xem ra, lúc trước cô gái này không phải là mất tích. Có lẽ là chết rồi. Hiện tại đã biến thành quỷ rồi. Mà căn cứ vào việc quỷ hồn của cô ta vẫn còn phiêu đãng trong trường học, có thể thấy được cô ta gặp phải chuyện ngoài ý muốn, chết trong trường học. Tô Bạch thì có chút cảm thấy đáng thương cho Sở Triệu. Cũng may, hắn không phải là một công dân một lòng hướng thiện, cho nên cũng lười đi gọi điện báo cáo vụ án này cho Sở Triệu. Hơn nữa, lời của hắn nói ra thì cũng chẳng có cơ sở. Chẳng lẽ Tô Bạch lại nói mình ở nhà nghỉ, nhìn thấy quỷ hồn của nữ sinh viên mất tích lúc trước sao? Cho nên tới báo oán. Lúc trước nữ sinh này chết ở trong trường học hoặc là ở gần trường. Nếu Sở Triệu nghe thấy hắn nói như vậy, có lẽ anh ta sẽ nhảy dựng lên, sau đó gầm thét với cả hắn, nói rằng tối hôm qua anh ta đã thức trắng cả đêm rồi đấy, chẳng lẽ hôm nay anh ta còn phải thức tiếp tục một đêm nữa sao? Đối với cả trình độ chuyên nghiệp và đạo đức của một người cảnh sát nhân dân như Sở Triệu, Tô Bạch thật có chút không dám khen tặng. Nhưng mà cũng may nữ quỷ này cũng không giống như trong tiểu thuyết hay là vừa viết được ra. Vừa thấy được người có thể nhìn thấy mình liền khóc bù lu bù loa, cầu xin người ta đến báo thù rửa hận cho mình, hoặc là cầu giải oan. Nữ quỷ này lại chỉ muốn hấp thu dương khí của hắn thôi. Còn chưa nghĩ ra sao? Tô Bạch thúc giục. Hắn châm một điếu thuốc, nhưng mà không có hút, chỉ kẹp trên ngón tay thôi. Nữ quỷ bị Tô Bạch thúc giục liền có chút nóng nảy. Cô ta hình như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đấy, viết mấy chữ lên mặt bàn. Người giấy, đồ vật, dấu. Nhìn thấy mấy chữ này thì mắt Tô Bạch nheo lại. Trước đó Hải thiếu gia đã từng tìm qua, nhưng mà anh ta không có tìm được đồ mà Lưu Hòa để lại. Bọn họ còn cho rằng Lưu Hòa không phải là người thuộc giới huyền học, chỉ là vì có năng lực thiên phú có thể câu thông với cả người giấy, khống chế người giấy làm việc cho mình. Nhưng mà theo ý của nữ quỷ này, Lưu Hòa có để lại một thứ gì đó bên trong trường học. Hôm sau, số lượng xe cảnh sát trong trường ít đi rất nhiều, nhưng mà lại có nhiều cảnh sát mặc thường phục hơn. Có thể nhìn ra được, vụ án Trần Sở và bạn gái của anh ta đã đi vào phân đoạn điều tra ngầm, mà không phải là tiến hành gióng trống khua chiêng để điều tra. Hơn nữa, tất cả những sinh viên có tham dự vào tìm kiếm thi thể đều bị ban lãnh đạo của nhà trường triệu tập lại, ra lệnh không được nói. Những người nào có can đảm nói ra chuyện này hoặc là tung tin đồn trên mạng, một khi bị điều tra ra thì đều hủy bỏ tư cách xét tốt nghiệp. Cấp trên cũng tiến hành phong tỏa tin tức về vụ án này.
Nói tóm lại, bây giờ đã không nhìn thấy những tin tức liên quan đến vụ án này trên mạng. Thật ra rất dễ giải quyết và ứng phó với cả cư dân mạng. Chỉ cần một khoảng thời gian làm lạnh thôi, lực chú ý của bọn họ rất nhanh sẽ bị chuyển khác hấp dẫn. Nói một cách thông tục chính là thích mới, ghét cũ, có trăng quên đèn. Tô Bạch không muốn liên lạc với cả Sở Triệu. Hắn cầm một chiếc ô trên tay. Tuy nói hiện tại mặt trời nắng chói chang, nhưng mà hắn cũng không có mở ô ra che nắng. Nhưng mà mọi chuyện chính là trùng hợp như thế. Sở Triệu vẫn luôn bận rộn đến buổi sáng mới ngả xuống đất trong phòng học ngủ tạm một giấc. Lúc này vừa mới đi ra, trong tay của anh ta đang cầm một hộp cơm. Nhìn thấy Tô Bạch liền vẫy tay. Tô Bạch đành phải thở dài đi qua. Cậu quay về ký túc xá lấy đồ sao? Tô Bạch hãy gật đầu. Cậu đã nghĩ xem mình đi đâu chưa? Tôi dự định về Thành Đô trước. Cha mẹ tôi thì có một căn nhà ở đấy. Tôi tạm thời ở đó một thời gian ngắn, coi như là giải sầu một chút. Sở Triệu thì khẽ gật đầu. Cũng tốt, nhưng mà việc hiện tại câu lạc bộ của chúng ta không hoạt động. Nếu như cậu thật sự không nhịn được, nói với tôi có thể xin nghỉ phép qua Thành Đô tìm cậu. Ít nhất thì tôi cũng có thể giúp cậu lên kế hoạch, hiểu không? Cậu lo ăn cơm của mình đi, tôi không đến mức độ đấy đâu. Được rồi, người anh em, sau này gặp lại nha. Ừ. Tô Bạch cầm ô đi về phía của ký túc xá. Chẳng qua hắn không đi vào ký túc xá mà là đi vào tòa nhà 3 tầng bị bỏ hoang ở phía sau ký túc xá. Mấy năm trước, ngôi nhà 3 tầng này bị bỏ hoang đã được coi như là phòng sinh hoạt của sinh viên. Chỉ là hiện tại khu giảng đường mới được đưa vào sử dụng. Rất nhiều khu giảng đường cũ đã không còn được sử dụng nữa rồi. Giống như là nơi này, cho nên nó cũng dần bị bỏ hoang đi. Hiện tại nhà trường cũng đang chuyển dần trọng điểm về khu giảng đường mới. Có lẽ sau 2 năm, khu giảng đường cũ này sẽ hoàn toàn không được sử dụng để dạy học nữa. Tô Bạch thì đi vào, cửa không có khóa. Bởi vì bình thường cũng không có người đến mà. Bên trong thì cũng chẳng có gì đáng giá để trộm cả. Bên trong có rất nhiều bụi đất. Tô Bạch không có vội vã tiếp tục đi lên, mà chính là cầm ô lên rồi nói. Nếu như cô lừa tôi sẽ cho cô biết hậu quả đấy. Chiếc ô bỗng nhiên rung lên, ra hiệu mình biết rồi. Tô Bạch thì vẫn luôn không nói ban đầu nữ quỷ chết như thế nào. Thật ra nếu xét về quan hệ trên dưới, nữ quỷ này cũng được coi như là học tỷ, đàn chị của Tô Bạch. Có lẽ nhiều nhất là lớn hơn 2 khóa mà thôi. Tô Bạch tiếp tục đi vào bên trong. Bên trong không có ít bàn ghế, còn có một số trang phục diễn xuất. Tô Bạch đem những thứ này dịch chuyển, sau đó tìm được hướng lên lầu 2. Lúc lên lầu 2, ánh sáng xung quanh đã tối đi rồi. Chỉ là tòa nhà này đã bị cắt điện rồi, đèn cũng không bật được. Chẳng qua Tô Bạch phát hiện ra ở trên bậc thang có một số dấu vết. Có người từng đến đây, nơi này có dấu chân để lại. Quan sát một chút có thể thấy là dấu chân của nam. Dấu chân còn rất rõ, là gần đây mới lưu lại. Lưu Hòa thật sự đã từng tới đây sao? Tô Bạch mím môi, tiếp tục đi lên lầu. Lầu 2 càng thêm trống trải. Tô Bạch đi đến một căn phòng đã được đóng kín. Cũng may cửa không khóa. Hắn đưa tay kéo cửa ra một chút, cửa liền bị kéo ra. Bên trong, những bộ bàn ghế được chất đống lên cao. Tô Bạch cúi người lấy di động ra, mở chức năng đèn pin, chiếu sáng nơi này. Mặt đất thì cũng có dấu vết đi lại, rất không đáng chú ý nhưng mà vẫn bị Tô Bạch cẩn thận phát hiện ra. Tô Bạch đi qua, bắt đầu đi theo dấu chân, chậm rãi đi về phía trước. Sau đó thì hắn rời mấy chiếc ghế dựa ở trước mặt sang một bên. Hắn nhìn thấy một chiếc túi du lịch màu đen được đặt ở bên trong. Là cái này sao? Tô Bạch lấy túi du lịch ra. Bên trong không phải là rất nặng, nhưng mà có thể cảm nhận được bên trong có thứ gì đấy. Nhưng Tô Bạch cũng không tính mở túi ra ở chỗ này, mà là dự định cầm theo túi đi ra ngoài. Nhưng mà ngay tại khi Tô Bạch cầm theo túi đi đến cửa phòng, cửa bỗng nhiên bịch một tiếng, đóng lại. Đúng lúc này, từ trong đống bàn ghế bỗng nhiên có một thanh gỗ nhọn đâm thẳng vào bụng của Tô Bạch.
Con mẹ nó. Tô Bạch che bụng mình, quỳ xuống. Chiếc túi du lịch màu đen cũng rơi xuống bên người của hắn. Máu tươi thì ào ào chảy ra. Chiếc ô cũng rơi khỏi tay của hắn, tự mình bay sang tránh qua một bên. Ngay sau đấy thì ở chỗ đặt chiếc túi du lịch bỗng nhiên bốc cháy lên một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa rất lớn, giống như đang thiêu cháy thứ đồ vật ô uế nào đấy vậy. Những chiếc bàn chậm rãi di chuyển. Sau đó có một cái tay từ trong đó ló ra. Đó là một cái tay trắng bệch, một cái tay rất mê người. Đó cũng là một cái tay của nam giới. Tô Bạch trơ mắt nhìn vị trí cái tay kia càng ngày càng không ngừng thay đổi tư thế, giống như cái tay này đang có thể nhảy múa vậy. Tô Bạch hít sâu một hơi, lảo đảo đứng lên, một tay che bụng, một tay chống lên mặt đất. Nhưng mà một giây sau đó lại có một cánh tay khác xuất hiện ở ngay dưới chân Tô Bạch, trực tiếp bắt lấy mắt cá chân của hắn. Cả người của Tô Bạch một lần nữa ngã sấp xuống đất. Sau đấy thì cánh tay vốn dĩ đang say mê nhảy múa kia bỗng nhiên cầm lấy một thanh gỗ nhọn, nhanh chóng đi tới trước mặt của Tô Bạch. Thanh gỗ thứ hai đâm thẳng vào ngực của Tô Bạch. Tô Bạch giãy giụa mấy lần, cuối cùng khóe miệng tràn ra máu tươi, đã mất đi hơi thở rồi. Soạt, chiếc ô mở ra, lộ ra nguyên hình nữ quỷ. Vẻ mặt nữ quỷ rất u oán, giống như cô ta đang bị ép làm một chuyện gì đó, nét mặt không đành lòng. Lúc này thì cánh tay nắm lấy mắt cá chân của Tô Bạch và chiếc tay cầm thanh gỗ nhọn đã chậm rãi di chuyển về chỗ mà lúc trước để túi du lịch màu đen. Sau đấy hai cánh tay đều hướng xuống dưới, khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như là nó muốn đem thân thể của mình từ dưới đất lôi lên vậy. Rất nhanh, một người giấy được kéo lên. Đây là một người giấy nửa đen nửa trắng, dáng vẻ tiều tụy, giống như là đã hao tổn hết tinh khí, nhưng mà trên mặt lại được vẽ lên một biểu lộ ác độc. Gương mặt này được vẽ lên có 7-8 phần tương tự với cả Lưu Hòa, hoặc là nói nó chính là Lưu Hòa. Vẻ mặt oán độc của người giấy lúc này chậm rãi trở nên âm độc hơn, nụ cười oán hận mang theo quyết tuyệt. Tô Bạch, chắc cậu không nghĩ đến cậu giết tôi, nhưng mà tôi đã sớm biến thành nửa người giấy rồi. Cảm ơn cậu đã giúp tôi đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi yêu người giấy, cho nên tôi nguyện ý trở thành một người giấy. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong căn phòng này. Ngay sau đó thì người giấy Lưu Hòa bắt đầu chậm rãi đi lên. Tốc độ di chuyển của anh ta quả thực rất chậm, có thể nhìn ra được trạng thái hiện tại của anh ta là vô cùng kém. Anh ta ra tay với cả Tô Bạch đã tốn hết tất cả nguyên khí của anh ta rồi. Cũng may anh ta thành công, Tô Bạch bị anh ta giết chết rồi. Lưu Hòa đi đến bên cạnh chiếc ô, sau đó chậm rãi gấp mình lại, cuộn tròn chui vào trong chiếc ô. Người phụ nữ chết tiệt, đưa tôi rời khỏi đây. Không phải tôi tìm được cô, cô liền vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi này rồi, mãi cho đến khi linh hồn cô bị thời gian diệt trừ. Nữ quỷ nhìn Tô Bạch nằm trên mặt đất không nhúc nhích, vẻ mặt cô ta thống khổ. Nhưng mà hình như cô ta rất sợ Lưu Hòa, cô ta đành phải một lần nữa dung nhập vào trong chiếc ô. Chiếc ô không bay lên được, nhưng mà có thể trượt trên mặt đất. Vào lúc này thì cửa chậm rãi mở ra. Hoạt động này giống như là hao hết số khí lực còn lại của Lưu Hòa vậy. Đưa tôi đi khỏi nơi này, qua lầu 3. Nơi đấy có các anh chị em của tôi. Tôi muốn đi tìm bọn họ. Bọn họ đã đợi tôi rất lâu rồi. Sau khi nói xong câu này, Lưu Hòa giống như ngủ thiếp đi vậy. Chiếc ô chậm rãi nâng lên. Nữ quỷ giống như đã dốc toàn bộ lực lượng của mình. Chiếc ô run rẩy bay lên. Lưu Hòa nói ở lầu 3 có anh chị em của anh ta. Hiển nhiên ở chỗ này Lưu Hòa đã an bài rất nhiều người giấy. Chỉ là lúc trước anh ta do dự, không biết mình có nên hoàn toàn biến thành người giấy không, dung nhập vào trong gia đình người giấy hay không. Cho nên số người giấy còn lại được anh ta sắp xếp ở lầu 3, còn người giấy mà anh ta chuẩn bị cho mình thì được đặt riêng ở lầu 2.
Ngôi nhà bỏ hoang này gần như là thiên đường của Lưu Hòa và người giấy. Hôm qua Tô Bạch bắn chết anh ta, Lưu Hòa cũng chưa chết hẳn. Chuyện này coi như Tô Bạch đã làm ra quyết định sau cùng cho Lưu Hòa. Bởi vì thật ra Lưu Hòa đã không còn con đường nào khác để chọn. Nhưng mà đứng lúc chiếc ô sắp bay ra cửa, một cánh tay từ phía sau giữ lấy chiếc ô. Thân hình nữ quỷ lại một lần nữa hiện lên. Cô ta kinh ngạc nhìn sau lưng mình. Một cái tay khác cầm bật lửa. Tách một tiếng, xuất hiện một ngọn lửa. Ánh lửa chiếu lên một gương mặt cười như không cười. Tô Bạch, Tô Bạch, thả tôi ra, thả tôi ra. Tô Bạch cứ như thế cầm theo chiếc ô, dốc ngược chiếc ô xuống, châm lửa. Nhìn ngọn lửa cắn nuốt chiếc ô, tản ra khói đen hôi thối, khiến cho Tô Bạch có một loại cảm giác say mê. Trên thế giới này có bao nhiêu người có thể tận mắt nhìn thấy kẻ thù vừa định giết mình lại ở trước mặt mình tan thành mây khói? Thật sảng khoái. Hiện tại Lưu Hòa là một người giấy, một người giấy yếu đuối, một người giấy có nguyên khí bị tổn hại, một người giấy khác xa với cả người giấy biến thái không sợ nước, không sợ lửa, chỉ sợ máu trong thế giới chuyện xưa của Radio Kinh Dị. Hiện tại đối với anh ta mà nói, lửa chính là khắc tinh lớn nhất. Sau khi tiếng hét thảm cuối cùng biến mất, chiếc ô thì cũng bị đốt trụi rồi, chỉ còn lưu lại những mảnh tro tàn rơi trên mặt đất. Trong này có tro cốt của Lưu Hòa, cũng có tro cốt của người giấy. Tô Bạch đưa chân đạp mấy lần, sau đó hắn mới cắn răng rút thanh gỗ nhọn trên bụng của mình ra. Ngay sau đấy hắn cũng rút thanh gỗ nhọn đang cắm trên ngực của mình. Máu tươi chảy ra, sắc mặt Tô Bạch cũng rất tái nhợt. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Tô Bạch đỡ lấy tường, miệng thở hổn hển. Mệt mỏi, hắn thực sự rất mệt mỏi. Huyết dịch của ma cà rồng này làm thay đổi thể chất của hắn, nhưng mà nó quả thật là có thời hạn, không giống như Tô Bạch đã tưởng tượng ra. Hắn vốn dĩ cho rằng cho dù thân thể của hắn bị đánh tan nát thì vẫn có thể nhanh chóng khôi phục lại như ma cà rồng vậy. Hiện tại chỉ có hai thanh gỗ mà thôi, hắn đã giống như là bị nghiền ép khô rồi. Nếu mà lại thêm hai thanh gỗ nữa, chỉ sợ hắn hoàn toàn không có hy vọng sống sót. Tô Bạch nhớ tới những bộ phim điện ảnh hắn đã xem trước kia. Những ma cà rồng bị đánh tan nát còn có thể tiêu sái một lần nữa khôi phục như cũ, hoàn toàn là bất tử bất diệt. Dĩ nhiên, huyết dịch ma cà rồng fake này thì có thể cải tạo thể chất của hắn, đến mức độ này đã không thể yêu cầu gì thêm nữa rồi. Dù sao tiền nào của nấy thôi, bây giờ hắn vẫn chỉ là thính giả thực tập của Radio Kinh Dị mà thôi. Chẳng qua loại cảm giác hoàn toàn trở thành người chết, không có hơi thở khiến cho Tô Bạch có chút không thích ứng được. Chính mình bây giờ giống như là một người vô dụng, một cái xác không hồn. Chỉ là thân thể của hắn, hắn là người hiểu rõ nhất. Hiện tại Tô Bạch cảm thấy rất mệt mỏi và đói. Hắn cần ăn một cái gì đó để bổ sung thể lực, sau đó tĩnh dưỡng một thời gian. Như vậy chính hắn mới có thể một lần nữa biến thành người sống, có hô hấp và nhiệt độ của con người. Nói một cách đơn giản, sau khi dung hợp với cả huyết dịch của ma cà rồng này, Tô Bạch chẳng khác gì là hơn người ta một cái trạng thái tử vong. Chỉ là trạng thái tử vong này cũng có mức độ của nó. Giống như nhân vật trò chơi, ngoài có một cột máu chính ra thì còn có một cột máu xanh. Sau khi cột máu chính hết, chỉ cần cột máu màu xanh còn liền không tính là hoàn toàn tử vong. Dĩ nhiên thời gian sử dụng cột máu màu xanh là hữu hạn, nhất định phải nhanh chóng bổ sung máu để chơi tiếp. Nếu duy trì trạng thái cột máu màu xanh quá lâu, kết quả cũng là chết thẳng cẳng mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân Hải thiếu gia khịt mũi coi thường thứ mà Tô Bạch đổi, bởi vì nó thật sự vô cùng gân gà. Muốn giết chết Tô Bạch chỉ cần chém thêm mấy đao là được. Hơn nữa thứ này thì không thể thăng cấp, không thể dựa vào Radio Kinh Dị để đổi lấy năng lực cường hóa. Chú thích: gân gà là ví với cả chuyện là một việc nào đó mà không có nghĩa, không có giá trị nhưng mà không làm thì thiếc. Đây là điển tích trong Tam Quốc Diễn Nghĩa sẽ được trích dẫn ở cuối chương.
Tới đây, đỡ tôi. Tô Bạch vẫy tay với cả nữ quỷ. Nữ quỷ bay đến bên người của Tô Bạch, đè tay Tô Bạch lên vai của mình. Lực của nữ quỷ rất nhẹ, chỉ có thể coi là có chút ít, còn không hơn. Lựa chọn của cô rất sáng suốt. Tô Bạch cười nói với cả nữ quỷ. Nữ quỷ lại không nói chuyện. Cô ta chỉ có chút chết lặng thôi, nhưng mà cũng có một chút may mắn. Nếu như Tô Bạch là người bình thường, cô ta sẽ dựa theo phân phó của Lưu Hòa, qua câu dẫn Tô Bạch đến đây, vận dụng thủ đoạn mị hoặc của quỷ, hoặc là dùng một cách thức nào đấy. Nhưng mà khi cô ta đến gần Tô Bạch, từ trên người của Tô Bạch, cô ta ngửi thấy một hương vị không thuộc về con người bình thường. Loại hương vị này khiến cho cô ta biết Tô Bạch có chỗ đặc thù. Quỷ cũng có thứ mà nó e sợ. Bất cứ một thứ gì có trí tuệ đều có một loại bản năng tránh hại tìm lợi. Nữ quỷ này cũng giống như vậy. Cô ta bị Lưu Hòa quản chế, mà không phải là mang ơn Lưu Hòa. Có nữ quỷ đỡ mình, Tô Bạch cảm thấy áp lực của mình ít đi rất nhiều. Hắn mở túi du lịch ra, đồ vật trong đó cũng rất đơn giản. Một chiếc nhẫn màu xanh đậm, một chiếc lược bằng gỗ. Trên lược thì có một sợi tơ hồng gắn với cả một người giấy nhỏ. Rõ ràng người giấy này là một cô gái. Lợi hại thật, cậu ta còn có thể dùng nó để khống chế quỷ. Tô Bạch nhìn thoáng qua nữ quỷ. Nữ quỷ nhìn thấy người giấy nhỏ này vẻ mặt khẩn cầu. Tô Bạch cười cười. Cô yên tâm đi, chút hứa hẹn đấy, tôi vẫn giữ lại. Tô Bạch cầm người giấy nhỏ này lên, sau đó dùng tay xé nát. Đầu tiên nữ quỷ này lộ ra bộ dáng thống khổ, nhưng mà rất nhanh vẻ mặt lại có vẻ giải thoát. Ánh mắt nhìn về phía Tô Bạch càng thêm dịu dàng. Thật ra nếu Tô Bạch có năng lực như Lưu Hòa, hắn cũng không ngại ngùng dùng cách của Lưu Hòa để khống chế nữ quỷ này, để cô ta làm thủ hạ cho mình. Nhưng mà Tô Bạch không có bản lĩnh kia. Chẳng bằng làm một chuyện tốt, giải thoát cho nữ quỷ này. Cho dù như thế nào thì cô ta cũng đã làm ra lựa chọn có lợi cho hắn rồi. Chính hắn cũng có đề phòng. Đồng thời đến cuối cùng, hắn đã thành công đốt Lưu Hòa thành tro bụi. Chiếc nhẫn này thì khá kỳ lạ. Tô Bạch không dám tùy tiện đeo vào tay của mình. Nhất là hiện tại trạng thái cả người của hắn giống như là hai ngày không ăn không ngủ rồi. Dưới loại trạng thái này, hắn quả thật không thích hợp đi mạo hiểm. Tô Bạch để nhẫn trong túi của mình. Dưới sự trợ giúp của nữ quỷ, Tô Bạch đi xuống dưới lầu. Trước đấy Lưu Hòa đã nói trên lầu 3 có người giấy, thậm chí là một gia đình người giấy. Tô Bạch cũng không biết liệu Lưu Hòa chết có đồng nghĩa với cả việc những người giấy trên lầu 3 liền mãi mãi là người giấy không. Nhưng mà Tô Bạch hạ quyết tâm rồi. Chờ chính mình rời khỏi trường học, dù ít hay là nhiều tiền, hắn cũng phải để cho tòa nhà này một mồi lửa. Hắn không cần biết 3721 gì đấy, đốt hết đi cho rồi. Người giấy vẫn nên có chỗ của người giấy, cần gì phải tiếp tục ở lại dương gian. Lúc sắp rời đi tòa nhà này, bởi vì nữ quỷ sợ tiếp xúc với cả ánh nắng, cô ta lại chui vào trong quần áo của Tô Bạch. Cuối cùng thì Tô Bạch cũng coi như khôi phục được một chút năng lực hành động. Chỉ là bước chân của hắn có chút phù phiếm, nhưng mà vẫn chống đỡ được. Hắn lảo đảo bước đi tới cửa trường học, bắt một chiếc xe ba gác, đưa hắn đến cửa khách sạn. Đồng thời hắn cho chủ xe ba gác tiền để người đó đưa hắn vào thang máy khách sạn, đi vào phòng. Người lái xe ba gác là một người phụ nữ phúc hậu, không có tâm tư gì cả. Sau khi đỡ Tô Bạch lên giường liền rời đi. Tô Bạch nằm trên giường, cả người của hắn vô cùng mệt mỏi, nằm trên giường ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này chính là một ngày một đêm. Sau đấy hắn bị cơn đói đánh thức. Tô Bạch cảm thấy dạ dày của mình co rút, đau đến mức mồ hôi lạnh của hắn chảy ròng ròng. Tô Bạch lập tức rời giường, cầm thẻ phòng khách sạn đi ra ngoài, đến một quán mì. Hắn gọi một bát mì và một đĩa thịt bò. Lúc thịt bò được mang lên, Tô Bạch không ngừng gắp vào miệng. Nhìn dáng vẻ của hắn nho nhã thư sinh, lúc ăn cơm lại như là hổ đói, khiến cho những người xung quanh có chút giật mình, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn hắn. Nhưng mà Tô Bạch không dành để ý đến mấy thứ này,
Sau khi ăn xong thịt bò, hắn lại ăn bát mì. Tô Bạch cảm thấy mình vẫn chưa no. Không, không đúng. Cảm giác này giống như là hắn căn bản chưa có ăn gì vậy. Cảm giác trống rỗng trong dạ dày của hắn không có gì giảm bớt cả. Tô Bạch buông đũa xuống. Hắn biết chính mình đói không phải là chỉ có dựa vào ăn cơm là có thể giải quyết được. Hiện tại hắn cần chính là máu tươi, máu tươi. Chú thích điển tích, kê lạc gân gà. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có một nhân vật khá là thú vị, đấy là Dương Tu Dương Đức Tổ. Dương Tu vốn là một quan thủ hạ rất thông minh tài trí, nhưng mà ông cậy tài hay sóc đẻo ngạo mạn với cả Tào Công. Chuyện kể rằng có một lần Tào Công cho người xây một khuôn viên mới. Sau khi xây xong, Tào Tháo đến kiểm tra, đi vòng vòng mọi chỗ đều gật gù khen đẹp. Nhưng mà đến lúc nhìn lại cánh cổng, ông nhíu mày rồi lấy bút viết lên cánh cổng một chữ hoạt. Mọi người không biết ý Tào Công thế nào, nhưng mà thấy vậy chắc chắn là có gì đó không ổn, nên hỏi xem có ai hiểu không. Dương Tu biết chuyện liền gọi thợ vào nói. Tào Công, chê cánh cổng này rộng quá chứ có gì đâu. Chữ hoạt nằm trong chữ môn, cổng, là chữ khoát rộng đấy. Các người thu nhỏ lại là được rồi. Quả nhiên sau khi xem lại thấy đúng ý của mình, Tào Tháo cười và hỏi ai hiểu ý ta như vậy. Mọi người nói là do Dương Tu chỉ. Tào tuy khen nhưng mà trong bụng không vui vì có kẻ hiểu bụng mình. Một lần khác có người đem biếu hộp bánh bơ sữa. Tào Tháo không ăn ngay mà viết lên nắp hộp ba chữ. Nhất hợp tô rồi để trên bàn. Dương Tu nhìn thấy liền lấy hộp bánh ra ăn một miếng rồi còn phân phát cho mọi người, mỗi người một miếng. Mọi người sợ hãi hỏi sao dám ăn mà không có lệnh của chúa công, thì Dương Tu cười nói. Chúa công viết nhất, nhân nhất khẩu. Tô tức là một người một miếng bánh sữa rành rành ra đấy, sao còn không ăn cho ngài vừa lòng? Nguyên chữ hợp tách riêng ra theo chiều dọc thì gồm ba chữ nhân nhất khẩu. Tào Tháo biết chuyện cười không trách tội nhưng mà trong bụng thầm ghét Dương Tu hơn. Tào Tháo có hai con lớn là Tào Phi và Tào Thực đều rất thông minh tài trí. Tháo băn khoăn, không biết nên lập ai làm thế tử. Một hôm để thử tài hai người, Tháo truyền lệnh cho hai con dẫn quân đi ra ngoài thành. Lại ra lệnh cho cấm vệ quân là không cho phép ai xuất nhập cổng thành. Tào Phi dẫn quân ra thấy lính gác ngăn lại theo lệnh của vua liền quay về. Thực lúc đó chơi thân với cả Dương Tu. Thấy vậy bèn hỏi Dương Tu nên làm thế nào. Dương Tu nói rằng, người lĩnh mệnh của bệ hạ ra ngoài thành, ai cản lại cứ việc chém trước tâu sau chứ còn gì nữa. Thực làm theo. Tào Tháo thấy vậy thì khen Tào Thực thông minh tài trí hơn Tào Phi và có ý định lập Thực làm thế tử. Nhưng mà sau đó có kẻ biết chuyện nói lại cho Tháo rằng chính Dương Tu mách nước cho Tào Thực. Tháo càng tức căm hơn. Thêm chuyện Tào Tháo sợ có kẻ ám sát mình khi ngủ nên hay nói với cả thị vệ là ta ngủ hay mộng du giết người. Đừng có kẻ nào lại gần ta lúc ngủ. Một lần khi Tào đang ngủ thì chăn rơi xuống. Một tên lính hầu thấy vậy liền đến bên kéo lại chăn phủ lên người cho Tào. Tào vùng dậy rút gươm, đâm chết tên lính rồi lăn ra ngủ tiếp đi. Đến sáng tỉnh dậy, thấy mọi người làm ma tên lính, liền giả vờ hỏi là ai giết thị vệ của ta. Mọi người nói là chính chúa công đêm qua mộng du đã giết hắn. Tào Tháo thì tỏ vẻ ân hận, thương xót, sai làm ma hậu hĩnh. Chỉ có Dương Tu là biết bụng Tào Tháo nên đến bên quan tài tên lính nói lớn. Không phải chúa công mộng du mà ngủ mê đâu, mà đích thị nhà ngươi mới ngủ mê đấy. Có kẻ ghen tức thấy vậy, liền tâu với cả Tào Tháo. Tháo càng căm tức và có ý tìm cách giết Dương Tu. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hôm đấy Tào Tháo đang chuẩn bị ăn món canh gà thì quân lính vào hỏi mật lệnh cho đêm đấy. Tháo đang gặm chân gà uống rượu, buột miệng nói luôn, kê lặc. Dương Tu nghe mật khẩu, liền thu xếp hành lý rồi nói oang oang với cả các tướng rằng, chuẩn bị rút quân đến nơi rồi, gói ghém trước, cho đỡ mất công. Các tướng hỏi tại sao Dương Tu đáp.
Gân gà ăn thì dai không nuốt được mà vứt đi thì tiếc. Chả phải như Hán Trung sao lấy ngay không được mà rút về cũng không đành. Nhưng mà rồi cũng sẽ phải rút thôi. Các người cứ nghe ta đi. Các tướng thấy Tu nói phải cũng làm theo. Tháo biết được nổi giận sai chém Dương Tu vì tội làm náo loạn quân sĩ. Nhưng mà quả nhiên hôm sau ra lệnh rút quân. Người đời sau khen Dương Tu vì ông thông minh, nhưng mà cũng chê ông là quá ngạo mạn. Nếu mà không đúng lúc đúng chỗ, quá thông minh thì cũng sẽ trở thành cái tội, tự hại chính bản thân mình. Ê, nếu mà ông ấy dùng cái tài đó mà giúp được Tào Tháo, thì có thể trở thành quách gia thứ hai chưa biết chừng. Ngày nay thì từ kê lạc thường được dùng để miêu tả những vật giữ lại thì không có ích, nhưng mà bỏ đi thì lại tiếc. Các bạn thân mến, và tập này đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.